在红尘俗世间，谁的呼唤绕在耳边，那么熟悉却又遥远，为什么痴心不出最难相见，徘徊在起风的屋檐，谁的叹息绕在风间，那么无奈却又无悔，多少前世缠绵待今生缘，就算换了时空变了容颜，我依然记得你眼里的依恋，纵然聚散有命，也要用心sư phụ với Trần Gia Lạc, con đây cảm thấy bực bội ở trong lòng, có phải vậy không? Vậy được rồi, để sư phụ đi giết chết bồ của Trần Gia Lạc đi, được không? Đợi một chút. Dạ, bây giờ con muốn cái gì đây hả? Con... con không có thèm anh ta đâu à. Ai biểu sư phụ đi giết anh ta vậy? Cả cuộc đời của con không bao giờ gặp mặt của mấy người đâu. Dạ, được rồi. Cô bé, đừng có khóc nữa, lau nước mắt đi, khóc cái gì chứ hả? Ây da, trên đời này có biết bao nhiêu đàn ông tốt hơn Trần Gia Lạc chứ. Con đừng có lo, lần sau sư phụ kiếm một đứa tốt hơn nó gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Như vậy con cảm thấy ra sao hả? Sư phụ dạ, được rồi, ngoan, đừng khóc nữa. Được rồi. Thank you.
Năm cô nương, cô đến thật đúng lúc. Tôi đã cố gắng vượt qua vòng dây của Mãn Thanh. Bây giờ chúng ta có thể vào trong chùa để cứu thiếu gia của chúng tôi. Gia Lạc cũng ở trong đó à? Đúng vậy, kể cả Hương Hương công chúa cũng có ở trong đó nữa. Thật không? Dạ phải, tôi đã nhìn thấy tận mắt mà. Đại ca, hắn là người đoạt Khả Lăng Kinh đó. Cha. Ờ, thế nào, em gái con đã sao rồi? Nó đang ở trong chùa, có Gia Lạc ở bên cạnh. Cái gì? Một lão anh hùng, các huynh đệ của Hồng Hoa Hội, họ đều đang bị bao vây ở vô hư đạo quan. Xin ông hãy cho người tới cứu họ đi. Được rồi, ta sẽ cho người đi cứu ngay. Ai, hãy triệu tập mọi người đi. Dạ. Không, cha, không có đi được đâu. Thanh Đồng, còn nói cái gì? Không thể cứu được. Tại sao vậy? Cái người mà dẫn đầu bọn chúng chính là cái tên Trương Chiêu Trọng, đã cướp Khả Lăng Kinh, võ công rất là cao siêu, về cả ngàn lính Mãn Thanh. Dù là địch thủ mạnh mẽ cũng phải cứu người con à. Chẳng lẽ con muốn thấy em gái của con ở Võ Hội hôm qua bị chúng nó giết chết hay sao đi? Cha có cho người đi cứu cũng không cứu được người nào đâu, trái lại còn sẽ bị tàn sát nữa. Thanh Đồng, đừng có nói là cha con chị em. Mấy người bạn hội hôm qua cũng có ơn với mình mà, đúng không? Dù là vì mấy người đó chết cũng không có gì đáng ngại cả. Đồng cô nương, nếu như cô không cho người đi cứu họ thì các huynh đệ của Hồng Hoa Hội và thiếu gia của tôi, họ sẽ bị chết. Người đứng dậy nghe ta nói đi. Huynh đệ của hội Hồng Hoa và thiếu gia của tôi, tất cả chỉ có mười mấy người. Hơn nữa còn có em gái của cô là Hương Hương công chúa lại không biết võ, nhưng mà Mãn Thành lại có cả ngàn người. Nếu như không đi cứu họ thì họ sẽ bị chết đó. Con đã thấy chưa, tuy là hắn tuổi còn nhỏ nhưng mà lòng trung thành của hắn rất cao. Nếu chúng ta không cứu hội Hồng Hoa hôm nay, chúng ta có lỗi với họ. Cha, hội Hồng Hoa bây giờ đang lùng bắt cái tên Vua Càn Long, cho nên Mãn Thành sẽ không có dám tấn công bừa bãi. Chuyện đánh giặc mà con, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Giả lại à, nếu Mãn Thành đi vào mà để cứu người thì em gái con và huynh đệ của hội Hồng Hoa sẽ phải chết mà thôi. Đồng cô nương, thiếu gia của chúng tôi không biết có lỗi với cô nương hay không. Chỉ cần cứu thiếu gia của tôi được rồi, tôi sẽ năn nỉ thiếu gia. Tôi sẽ năn nỉ thiếu gia. Tôi xin lỗi đồng cô nương. Tâm Nghiên à, người đừng có ăn nói bậy bạ, không được nói ẩu. Tôi biết rồi, tôi biết tại sao cô không chịu đi cứu thiếu gia của tôi và muội của cô. Tôi đã liều mạng tới đây nhưng không được cái gì cả. Tôi phải liều mạng chết chung với thiếu gia của tôi. Khoan đã nè, đợi một chút đi. Thanh Đồng, hôm nay nếu như con không đi cứu người thì con sẽ thua một người làm công nhỏ nhỏ kia. Bất kể là lên núi cao hay là xuống biển lửa, phải đi cứu người hôm nay. Cha, đừng có nóng nảy mà. Con tránh ra đi. Thanh Đồng, khi nãy nó nói không sai chút nào. Có phải là tại vì em gái của con đã thương Trần Gia Lạc cho nên con không muốn đi cứu tụi nó phải không? Cha, đừng nói nữa. Cha cũng nghi ngờ con sao? Từ nhỏ tới lớn con chưa bao giờ nghĩ cho bản thân. Tất cả những chuyện con làm đều là vì dân tộc của mình thôi. Con thương em con cũng như là cha vậy. Nhưng mà con không thể đi cứu họ nếu phải hy sinh mạng sống của nhiều người. Như vậy thì ý nghĩa con thế nào? Theo ý của con, phải nghĩ ra một biện pháp rất tốt. Không những là cứu được người mà còn phải lấy lại kinh thư. Con đây muốn đi cứu người, tại sao không nói sớm? Bởi vì con chưa có nghĩ ra được cái biện pháp đó. Nhưng mà con hứa với cha, con sẽ dẫn người đi cứu hội Hồng Hoa ra. Được, chỉ cần con chịu cứu người, bất cứ chuyện gì con đưa ra cha có thể làm. Mấy người đó không giết hoàng thượng thật sao? Dạ, hơn nữa tứ ca của tôi nhắn cho tôi biết đó, không có được hại Vua Càn Long một chút nào. Tại sao Văn Thái Lai lại có thể nói như vậy hả? Tôi cũng không biết. Văn tứ ca này á, bây giờ có một bí mật lớn và không chịu nói ai cả. Tôi nghĩ là có liên quan tới Vua Càn Long đó. Đối với vấn đề này, ta cảm thấy không hiểu chút nào cả. Thái hậu thì kêu ta giết Văn Thái Lai, hoàng thượng thì không cho giết. Bây giờ Văn Thái Lai lại muốn bảo vệ hoàng thượng nữa. Trong này nhất định là có quan hệ gì. Trương Tấn, người lập tức đi về điều tra giùm cho ta. Tôi biết rồi.
biết rồi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện gì? Để được. Dạ dạ, thằng đến đây cứu giá hoàng thượng đó mà. Mời hoàng thượng đứng dậy, đứng dậy đi. Dạ thưa hạ, thằng đến đây không được sớm lắm mà, xin hoàng thượng thứ tội cho. Thứ tội hoàng thượng thứ tội. Đáng chết thiệt, đúng lắm, thiệt đúng lắm. Đi đi, đáng chết, mời hoàng thượng đi đi đi. Hoàng thượng mời 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 mời. Đi đi đi. Ghê quá. Thiếu đại chủ, hoàng đế chó đi mất rồi. Cái gì? Đừng có đánh nữa, hãy rút lui đi. Đâu hoàng thượng ở đây nè, hoàng thượng đây nè. Tôi tìm được hoàng thượng rồi, tìm được rồi nè nè. Thủ kiến hoàng thượng. Hoàng thượng giả đi. Nô tài Trương Chiêu Trọng đến trễ, xin hoàng thượng hãy tha tội. Đứng dậy đi. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, nô tài lập tức cho người đuổi theo bắt bọn chúng. Không cần. Quân binh của Đại Thành bao nhiêu người mà không đánh lại mấy chục người hồi tộc? Khanh không sợ rằng cho người đuổi theo á sẽ bị người ta đánh bỏ chạy hay sao? Nô tài đáng chết. Dưỡng binh thiên nhật, lại không có mấy kẻ giang hồ. Đại Thành nâng đỡ cho mấy người, ta xem ra cũng là những cái trò vô dụng mà thôi. Nô tài đã chết. Nô tài đã chết. Không biết đồng cô nương tính chuyện hay. Hồi chuyện nếu có gì mạo phạm,
xin cô đừng hãy thứ lỗi cho, xin hãy tha lỗi cho tôi. Ta hạ kính phục cô nương dùng binh giỏi, chỉ dùng một ít người có thể đánh thắng trận. Binh pháp của cô thật giỏi, thật sự là không thua một tôn tử chút nào. Hơi giờ, ngươi đừng có nói bậy bạ nữa. Người ta đánh giặc giỏi như vậy mà ngươi nói người ta đọc binh pháp tôn tử, ta nghĩ đó là binh pháp già già đó, hay còn gọi là binh pháp lão tổ tông. Ăn cướp giang hồ thì là ăn cướp, thật sự không có học vấn chút nào cả. Hả? Tên gù này, bộ ngươi có học vấn sao? Thanh Đồng, Thanh Đồng à, Thanh Đồng à, ngày hôm nay con đánh Mãn Thanh thiệt là một trận hay đó, thiệt là vinh quang. Vinh quang của hồi tộc là công lao của con đây. Cha nói thiệt là bừa bãi, xin con hãy thông cảm cho cha. Con người của cha nóng tánh quá, cha có lỗi. Thanh Đồng. Tí tí. Đi. Hương cô nương, Thanh Đồng đã quá mệt mỏi rồi, đưa chị đi nghỉ đi. Đi tí tí. Tì tì, tì tì cứ nằm nghỉ đi, để muội đi lấy nước cho nha. Tôi khỏi đi, tì tì sẽ khỏe lại ngay. Coi tì tì kìa, tì tì ra mồ hôi nhiều quá mà. Muội à, muội cũng mệt suốt ngày rồi. Mà kệ tì tì, muội đi nghỉ đi. Tì tì đau như vậy, muội không thể không lo được nè. Tì tì. Tì tì có nhớ xuân năm ngoái mùi bị rắn cắn, lúc đó nếu không nhờ tì tì cứu thì mùi đây đã chết từ lâu rồi. Liên tiếp 2-3 ngày tì tì cứ ở bên mùi, tì tì săn sóc cho mùi từ chút, cho nên khi đó mùi có nghĩ rằng cả cuộc đời của mùi sẽ thương mến tì tì lắm. Mùi à, tỷ tỷ, lúc đó muội đã nghĩ tự thề với bản thân muội, sau này bất cứ tỷ tỷ của muội gặp phải chuyện gì, muội cũng phải dùng tính mạng để bảo vệ cho tỷ tỷ. Muội biết tỷ tỷ võ công cao siêu, tỷ tỷ là một nữ anh hùng của hồi tộc, có thể tỷ tỷ không cần muội lo cho, nhưng mà trong lòng muội nghĩ muội có thể thay thế hy sinh cho tỷ tỷ. Muội à, tỷ tỷ hiểu được ý của muội mà. Cho nên tỷ tỷ bị bệnh, muội có mệt mỏi cũng phải săn sóc cho tỷ tỷ, có phải vậy không? Mình mẹ tỷ tỷ dơ lắm, muội hãy lấy dùng thau nước đi, tỷ tỷ muốn tắm rửa một chút. Dạ, muội sẽ đi ngay. Tôn hoàng thượng, bọn phản tạc Hồng Hoa hội đã cấu kết với hồi tộc, một thế lực to lớn. Xin hoàng thượng hãy lập tức trở về cung đình để được an toàn. Nếu hoàng thượng không chấp nhận yêu cầu của nô tài thì nô tài xin tự tử để tạ tội. Khoan đã, Trương Chiêu Trọng. Có nô tài. Theo khanh nghĩ, bọn Hồng Hoa hội có khoảng bao nhiêu người, người có biết hay không? Hoàng thượng, Hồng Hoa hội có khoảng 70-80 ngàn người, bọn chúng rải rác nguyên cả xứ. Hoàng thượng ngài đã bị tiết lộ hành tung, cho nên hãy mau rời khỏi chỗ này đi, nếu không thì bọn Hồng Hoa hội sẽ có cơ hội để hãm hại hoàng thượng nữa. Các khanh đây vì trẫm mà phải hy sinh lo lắng cho trẫm như vậy. Thôi được, Bạch Chánh Thoại Đại Lâm. Có nô tài. Trẫm ngày mai sẽ về cung đình. Dạ. Dạ. Hoàng thượng trở về cung đình, thì hạ thần đây sẽ cho binh mã ở trên đường nằm rải rác bảo vệ cho hoàng thượng đi. Những thuộc hạ của khanh đây toàn là những bọn không có ra gì. Nếu như ngày hôm nay khanh không có công với trẫm thì trẫm đã cách chức của khanh rồi. Cảm ơn hoàng thượng đã tha tội. Tiểu thư làm sao vậy ạ? Đi ra đi, mấy người đừng có lo cho tôi nữa, đi ra ngoài hết đi. Tiểu thư, có cái chuyện gì vậy? Dạ không biết,
Sau khi tiểu thư về lại không chịu ăn cơm. Con ngoan ngoan à, con làm cái gì vậy? Cha đừng có lo cho con, cha khỏi cần phải lo mà. Cha thấy con khóc lóc như vậy, cha không lo cũng không có được. Có phải đứa nào ăn hiếp con không vậy? Con nói cho cha biết, cha cho đại binh tàn sát nó liền đó. Không có ăn hiếp con đâu, mà chỉ là vì con điên điên khùng khùng đó. Con đang muốn khóc đây nè, có được hay không? Đừng khóc như vậy, con gái cứ dạy tôi được rồi. Không có ai ăn hiếp con đâu mà, con bị cái gì vậy? Có sao hay không hả? Không sao đâu, sức khỏe của nó không có cái gì đâu à. Nó bị bệnh tim đó. Bệnh tim à, như vậy có đau hay không à? Lục sư phụ, Lục sư phụ à, nó có đau hay không mới làm kỳ cục vậy? Nó không có cái gì cả. Nó đó hả? Hả? Nó sư phụ không có được nói ra nha. Con đã muốn chết rồi đó mà, ta nói ra không được sao? Nói liền đi, nói liền đi. Chuyện là như vậy nè, đứa này thương một người rồi, nhưng mà người của nó thương lại không thương nó, đi thương người khác. Không có thương nó, không thích nó, cho nên nó chán đời, muốn đi tự tử mà thôi à. Chuyện dễ thôi mà, nó thì thương cái người này, còn cái người này không có thương nó, có nghĩa là người này không hề thương nó, mà không phải mà lại đi thương cái người khác. Chuyện nó đơn giản như vậy, con gái à, nó không thương con, con đi thương người khác, có cái gì phải buồn như vậy? Lý Tổng Bình, ông đừng có nói nữa có được hay không? Chẳng lẽ tôi lại nói sai hay sao đây? Ông thì không có nói sai, nhưng mà nó bị bệnh tim mà phải có thuốc tim chữa mới được chứ. Bệnh tim? Thuốc tim mà làm sao mà kiếm ra thuốc tim này à? Tôi cảm thấy phiền hai người quá, đi đi ra đi, hai người đi mau đi mà. Con bé này á, chuyện chút chuyện nhỏ thôi mà đòi sống chết như vậy à? Ta lỡ bố cổ còn hơi chết đi cho rồi còn hơn à, thiệt là tức quá đi. Con đã muốn dùng dao để tự tử rồi nhưng mà đau quá. Đau á? Được rồi được rồi, thắt cổ đi hả? Thắt cổ? Như vậy thì xấu quá đi. Thắt cổ thì xấu hả? Hay là nhảy xong đi hả? Nhảy xuống sông không được đâu, con đâu có biết bơi lội đâu. Ây dạ, thế này không được, thế không được, con muốn gì cũng nói đi hả? Nói đi. Con muốn đi làm đi cô nè. Cái gì? Con muốn đi làm đi cô à? Chà, chỉ có một đứa con gái cần. Con đòi đi làm đi cô như vậy bắt cha cũng phải ở một mình thôi, coi như cha ở giá rồi á. Vậy nè, Tổng Bình, ông nói cái gì hả? Ông nói ông ở giá là thế nào đây hả? Ông nói rõ ràng chút xíu. Đơn giản thôi, người ta có chồng thì chồng chết rồi, như vậy gọi là ở giá đó mà. Tôi có một đứa con gái, nó đòi đi làm đi cô, không chịu sanh ra đứa cháu cho tôi, không có nghĩa là tôi ở giá hay sao đây hả? Thiệt là... Thôi được rồi, Nguyên chỉ, bây giờ cha cho con hay người bên trái con là ai đây hả? Con nhìn kỹ đi. Ông à, không có bắt được nó đâu à. Vô lý à. Ở Diên Tuy để tôi là vua, tôi muốn bắt người nào thì bắt, tại sao không bắt được nó chứ? Tên của nó là tên gì? Nói ra đi, tên gì hả? Nó là không được nói. Nói mà. Nó không được nói. Nói đi. Nói đi. Tên là Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc, nó chính là cái thằng phản bội Hồng Hoa Hội à? Đúng vậy. Trời ơi con à, thiếu gì con trai con không thương á, tại sao lại thương cái thằng phản bội hội hôm qua Trần Gia Lạc vậy hả con à? Anh Hùng, đại ca của tôi khi đó nghe lệnh của Triệu Huệ tướng quân, cho nên mới ăn cướp Khả Lăng Kinh, bị bắt buộc phải làm chứ không phải là tự ý. Xin lão anh hùng hãy thông cảm cho. Ấy, nếu hắn là bạn của cậu rồi thì tôi không nói gì cả. Nè, uống rượu đi hả? Lão anh hùng là một người rộng rãi có tầm mắt nhìn xa, thật đúng là một lãnh tụ tốt của hội tộc, tại hạ kính phục. Nhưng mà cần phải nhắc nhở chuyện này. Theo tôi biết, Triệu Huệ tướng quân đã có nhận lệnh chinh phục hội tộc, mong rằng các vị hãy đề phòng cho. Đại Thành muốn xâm chiếm nước nhà chúng tôi thật sao? Ban đầu á thì cướp Khả Lăng Kinh, tiếp theo sau thì sẽ ra lệnh đánh chiếm. Đại Thành muốn lấy cả lãnh thổ của hội tộc luôn nữa đó.
tuyệt đối không có để cho Đại Thanh chiếm được đâu. Cô Huynh à, tin của cậu rất quý báu, tôi cảm ơn cậu lắm. Một lão anh hùng, chúng tôi có nên trở về sớm để đề phòng Triệu Huệ tấn công hay không? Chuyện này để tôi bàn với Thanh Đồng xong xuôi tôi sẽ quyết định sau. Tức quá, nếu biết trước gì vậy? Nếu biết trước chú Càn Long mà là tên háo sắc đúng rồi đó, giết thì tôi đã bóp cổ ông rồi, tôi dùng sức bẻ mạnh thì cái cổ chú Càn Long đã gãy rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải giải cứu Văn Tứ Đệ ra. Đúng vậy, nếu không thể thiếu du một ngày, hội Hồng Hoa cũng không thể một ngày thiếu thủ lĩnh. Muốn phản thanh phục minh hay là muốn kêu gọi khởi nghĩa đánh vào Bắc Kinh thì cũng phải quyết định cho sớm, như vậy huynh đệ mới chuẩn bị trước được. Ờ, tôi đề nghị như vậy, sáng ngày mai chúng ta sẽ đi gặp Văn Tứ Đệ đi. Tôi đề nghị để tôi đi trước Văn Tứ Ca, chúng ta hẹn gặp tại thiếu đám tràng, như vậy sẽ an toàn hơn. Vậy cũng được, để tránh thoát lạc ở giữa đường và tiết kiệm thời gian. Vậy tôi đệ xin cáo từ. Được, được. Giết mất một biết trước, giết đi cho rồi. Thiệt là đúng vậy. Cô nương, đừng có ngồi dậy, hãy nằm xuống nghỉ đi. Đầu tóc của muội khó coi lắm hả? Khi mà huynh hốc hác khó coi thì muội cũng đã thấy rồi. Thật ra không phải là khó coi đâu, chỉ là hơi xanh xao một chút thôi. Muội vẫn đẹp như khi xưa mà. Muội còn nhớ không, muội đã từng nói với huynh là mời huynh uống rượu của hội tộc. Có rượu của hội tộc đây, chúng ta cùng uống đi. Huynh biết sức khỏe của muội đang yếu, muội chỉ cần uống một chút thôi, như vậy kể như thực hiện lời hứa của hai chúng ta. Thôi được rồi, muội cứ việc nằm nghỉ, huynh xin phép nha. Khoan đã, đừng có vội đi. Lần này huynh đệ của hội Hồng Hoa cũng nhờ muội cứu cho nên mới được thoát nạn, huynh cảm ơn muội rất nhiều. Hồng Hoa hội cũng đã từng mạo hiểm để mà cứu huynh đệ của hội tộc, muội cần phải trả ơn lại, đương nhiên là phải giúp huynh. Mang ơn rồi phải trả ơn cho. Muội đúng là một đại tướng quân của hội tộc, nếu như ở giang hồ thì muội nhất định là một nữ anh hùng mà tất cả mọi người ai ai cũng đều kính phục. Hôm nay thấy muội xung phong đi đánh giặc, bọn Mãn Thanh đều phải sợ muội, huynh cảm thấy hết sức là kính phục. So với em gái của muội, muội không có bằng nó đâu. Nó đã bất chấp nguy hiểm vào tận trong chùa để mà cứu huynh. Nếu là muội, muội không có cái can đảm đó. Hương Hương ngây thơ không biết gì cả, nhưng mà muội thì đổi tánh mạng cho mấy chục người kia, muội biết làm sao để đánh đuổi địch thủ. Con người của muội thật ra rất là giỏi. Em gái của muội rất là thương huynh, huynh đừng để cho nó thất vọng. Muội yên tâm, Trần Gia Lạc này là một người biết giữ lời, Hương Hương đã thề đi theo huynh thì huynh sẽ không bỏ Hương Hương được đâu. Còn muội thì huynh cũng mong mỏi nhiều nữa muội, là vì tại bây giờ Mãn Thanh đang mong muốn xâm chiếm hội tộc, mong rằng muội giữ gìn sức khỏe lãnh đạo người hội để bảo vệ quê hương. Bất kể là huynh đang ở chỗ nào, chỉ cần muội cần đến thì huynh sẵn sàng đến giúp mà. Cảm ơn huynh, muội sẽ nhớ. Muội hơi mệt rồi, hãy nằm nghỉ đi. À, là vậy ca, tỷ tỷ đang ngủ rồi hả? Đừng có làm phiền chị, chúng ta hãy ra ngoài đi. Không, muội phải ở bên cạnh tỷ tỷ mà. Người mà bị bệnh ban đêm hay đổ mồ hôi lắm, cho nên muội phải ở đây để mà săn sóc cho tỷ tỷ.
Hai tỷ muội thật là tốt với nhau. Huynh thật là cảm động. Nếu bây giờ đại ca bị bệnh thì muội cũng săn sóc vậy đó. Muội khờ quá đi. Huynh đâu có bệnh hoạn gì. Nhờ các vị cứu giúp, huynh đệ chúng tôi rất là cảm ơn. Nhưng bây giờ có công chuyện, chúng tôi xin cáo từ trước. Được, các vị lên đường cẩn thận nha. Đa tạ tộc trưởng. Cha, cha. Chuyện gì vậy? Cha, tỷ tỷ con đi rồi hả? Cái gì? Con ở bên cạnh chị con cả đêm mà. Dạ phải, nhưng mà con không hiểu tại sao hết á. Khi trời gần sáng, con chỉ nhắm mắt có một chút xíu thì chị đi mất rồi. Chị để lại cái này nè. Cha, bây giờ con đi kiếm Khải Lan Kinh. Xin cha và các huynh đệ hãy trở về quê hương. Bởi vì Mãn Thanh đang muốn xâm chiếm hồi tộc chúng ta, con sẽ lấy lại Khải Lan Kinh bằng mọi giá. Cha an tâm, nữ nhi Thanh Đồng. Cái đứa con này à, nó muốn làm cái gì thì làm, chẳng bao giờ nói với tôi một tiếng cả. Thanh Đồng cô nương đang bị bệnh, lỡ gặp phải Chương Triêu Trọng thì rất là phiền. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Yên tâm đi, quên đi kiếm Thanh Đồng ngay. Lạc đại ca, cho muội đi chung với nha. Hương Hương à, để Lạc đại ca đi một mình nhanh hơn. Hương Hương, yên tâm đi, huynh sẽ dẫn Thanh Đồng trở về ngay. Đại ca, bây giờ mấy người đi tới Thiết Nẫm Trang, kiếm được Thanh Đồng rồi chúng ta sẽ gặp nhau sau. Hơi giờ, công tử luôn luôn đàn bà là thứ nhất, huynh đệ thứ hai, chúng tôi đã quen rồi mà. Thập ca, tôi biết huynh có thành kiến với tôi, nhưng mà ở trong lòng của tôi, huynh vẫn là huynh đệ tốt. Tuy rằng Gia Lạc không hiểu biết gì, nhưng mà vẫn là người trọng tình nghĩa, không có đến đổi tán tận lương tâm. Nếu huynh cho rằng tôi có lỗi, thì khi mở hương đường huynh cứ thẳng thắn nêu ra, bất cứ hình phạt nào tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Là đại ca, nhớ tiền chị của muội nha. Thiếu gia, anh đợi tôi với. Cô ta thương yêu hắn à? So sánh với hắn chẳng thua cái gì. Trẫm khâm phục. Khâm phục. Ông không phải là con của ông Chánh, mà là con của nhà họ Trần Hải Ninh. Thật ra ông là người Hán. Nếu trẫm là người Hán thì trẫm là anh của nó rồi. Về sau này trẫm phải xét xử thế nào? Cũng may là điều bí mật này chỉ có một mình Giảng Thái Lại biết thôi. Nếu nhãn không nói ra thì không bao giờ có người nào biết cả. Trường hợp như vậy thì trẫm cần phải kiếm được Liêu Mẫu Mẫu, điều tra chuyện này cho rõ ràng. Vào đi. Bóng hoàng thượng, Trương Chiêu Trọng đã đến. Cho hắn vào đi. Dạ. Tiểu dân Trương Chiêu Trọng khấu kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Trương Chiêu Trọng, về chuyện ở Đạo Quan, trẫm đã nhờ cậy khen nhiều đó. Bóng hoàng thượng, đó là hoàng thượng có phước, không phải là công lao của nô tài. Không nên quá khiêm nhường. Trương Chiêu Trọng, bây giờ trẫm có một chuyện rất là quan trọng, trẫm đi giao cho khanh làm. Có phải là chuyện của Văn Thái Lai không? Khanh nghe cho kỹ, bất kể là tốn hao bao nhiêu sức người hoặc tiền bạc, ở trong thời gian ngắn nhất phải bắt cho được Văn Thái Lai, dẫn hắn vào cung gặp trẫm. Dạ. Nếu mà khanh lo chuyện này xong, trẫm sẽ ban cho khanh làm thống lãnh người Lâm quân. Như vậy giấc mơ đệ nhất võ lâm của khanh trẫm sẽ cho thành sự thật. Cảm ơn hoàng thượng nâng đỡ. Đã xác nhận Văn Thái Lai sẽ đi tới Thiết Nẫm Trang hả? Dạ phải, huynh đệ của chúng tôi đều phải tụ tập ở đó đó. Trương đại nhân à, công cần phải hành động cho mà một chút đi. Nếu huynh đệ của tôi tới đủ, với Văn Thái Lai không phải dễ đâu nha. Ta biết mà. Trương đại nhân à, ông đừng có hứa với tôi mà, phải giết chết Trần Gia Lạc mà. Ngươi đừng lo, chỉ cần ta bắt được Văn Thái Lai thì ta giết chết Trần Gia Lạc, để cho ngươi không cần phải lo lắng.
thuận lợi lên ngôi bảo tọa tổng đại chủ của Hồng Hoa Hội. Tích ca, hãy ngừng nghỉ một chút đi nha. Quên cuộc chuyện đừng được, nên đi tới đạo quan sớm một chút, như vậy mới tránh được chuyện rắc rối xảy ra. Tích ca, Tích ca, ngồi nghỉ đây một chút nha. Tứ ca, có một chuyện tôi có thể hỏi tứ ca được hay không? Các huynh đệ đều muốn ủng hộ tứ ca làm đại chủ, tại sao huynh lại từ chối hả? Huynh hiểu được ý của các huynh đệ, nhưng mà ngoài thiếu đại chủ ra, không có người nào đủ sức đảm trách chức vị tổng đại chủ, phản thanh phục mình của Hồng Hoa Hội. Tứ ca, tôi nghĩ là đệ đừng có nên hỏi chuyện của thiếu đại chủ là tốt hơn đó. Nhưng mà thì ra là thập tứ đệ. Thập tứ đệ, tứ ca, mấy người không cần phải đi tới đạo quan. Tại sao vậy? Đã bị Càn Long chạy thoát, thật là một chuyện đáng tiếc. Khi đó hai bên đang lộn xộn, các huynh đệ cần phải chạy ra ngoài, cho nên tài sai của Mãn Thanh mới cứu được Càn Long. Chỉ cần các vị đại ca được bình yên vô sự thì cũng là chuyện may mắn rồi. Nhưng mà sau này muốn bắt sống Càn Long không phải là chuyện dễ dàng. Tư ca, đã mười mấy năm không có gặp thiếu đại chủ, hắn đã thay đổi nhiều. Hả? Bất kể là nhân phẩm hay võ công, cả hai đều giỏi. Nhất là khi gặp chuyện, hắn đều rất bình tĩnh. Thật sự là một đại tướng, phải nói là nhân tài hiếm có. Nè thập tứ đệ, đệ có nói lộn người hay không vậy hả? Thiếu đại chủ từ trước tới nay cứ ăn chơi quen bạn tầm bậy tầm bạ, phải nói là sỉ nhục của Hồng Hoa Hội đó. Băng Bùi, khoan nói đã. Huynh muốn nghe thập tứ đại chủ có quan niệm như thế nào vậy hắn? Tôi cảm thấy thiếu đại chủ không có giống như tiết tẩu nói đâu. Thí dụ như lần này Mãn Thanh bao vây đạo quan, ý muốn của hắn là thả Càn Long ra để cứu huynh đệ của chúng ta. Điều này cho thấy hắn không chỉ nghĩ tới tình cảm mà còn rất sáng suốt. Sau đó hắn nghe thấy đạo quan đã bị bao vây thì hắn lập tức đi đến đạo quan để giải nguy. Điều này cho thấy hắn rất là phần mình, là một người biết nghĩ đến chú huynh đệ của chúng ta, có phải vậy không? Được, phải nhìn như hắn mới làm được chuyện lớn. Thiếu đại chủ không phải là người bậy bạ như người ta đồn vậy đâu. Tứ ca, tứ ca bình vực cho thiếu đại chủ quá rồi. Ổng Tiểu gì, tiểu gì, tiểu gì đâu? À, dạ, có ngay, xin mời, xin mời chào đồng. Mời. Tới đồng quá vậy. Kiệt cô nương à, nếu không nhờ cô ra mặt đó thì mã điện thiếu tôi 20 lượng không biết chừng nào mới chịu trả cho chúng tôi thì. Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, cái chuyện này là lẽ tất nhiên. Mã điện muốn trốn nợ hả? Gặp bản cô nương này rồi, đừng mong cái chuyện đó. Đúng vậy, giết người phải đền mạng chứ. Kỳ cô nương là nữ anh hùng, vấn đề này là lẽ tất nhiên rồi đó. Tôi mời cô nương một ly nha. Được. Hay à, cái ly này nhỏ quá đi. Hảo hán lương sơ uống rượu toàn là ly lớn không hả? Vậy mới là anh hùng đó. Được rồi, tôi sẵn sàng. Tiếp chị, cho ly lớn đi. Ly lớn nha. Uống đi. Ừ, rót rượu đi. Quá, thật là hay quá ta. Cả ly. Tôi chịu thua rồi. Chưa có gì mà đã chịu thua. Như vậy đâu có phải là nam đại trượng phu chứ. Nè, hãy đố nhau đi. Đố, đố cái gì đây? Đố ai thua bị đánh, vậy mới vui. À, được rồi, chơi thì chơi với ai sợ ai đâu. Nè, đố ai thua thì bị đánh, ai thua thì bị đánh. Cô đã thua rồi, đánh nè. Đố ai thua rồi bị đánh, ai thua rồi bị đánh. Cô thua rồi, đánh nè. Đố ai thua rồi bị đánh, ai thua rồi bị đánh. Thua nữa, đánh nữa. Đố ai thua rồi bị đánh, ai thua rồi bị đánh. Ai thua rồi bị đánh, cô thua rồi, cô thua rồi. Thua rồi, thua rồi, đánh nè. Ai thua rồi bị đánh, thua rồi đánh nè, đánh nè, đánh nè, đánh nè, tiếp tục không ai thua rồi bị đánh nữa, thua, 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 đánh, đánh, thua rồi bị đánh, ai thua rồi bị đánh, ai thua rồi bị đánh, thua rồi đánh nè, tiếp tục không ai, ai thua rồi bị đánh nè. Em thế nào, chịu thua chưa vậy? Chịu thua đâu? Để tôi tính toán với người kia, tôi chế độ với ông sao? Được. Nè, từ khi tôi vào quán rượu này, gặp mắt
tâm giác của Quỳnh cứ nhìn tôi. Sao hả? Quỳnh vượt tôi lắm phải không? Hay là Quỳnh ở tuổi mấy năm nay chưa có từng gặp đàn bà? Cô nương, xin đừng có hiểu lầm. Thất ca của tôi không ý xấu đâu. Không cần biết thất ca hay bắt ca, cái Quỳnh này là một người đàn ông đã coi thường tôi. Nói mau, tại sao lại nhìn tôi? Cô đã uống say rồi. Bậy bạ. Thêm ba tô nước cũng chưa xài, tại sao lại nhìn tôi? Nếu mà không có chịu nói rõ ràng thì đừng có hòng bước ra khỏi nhà hàng này. Cô đừng ngờ, anh không phải là cố tình đâu. Xin cô đừng hãy tha thứ cho nha. Không được, tôi đã nói rồi, Quỳnh phải trả lời tôi ngay, bằng không là coi thường tôi đó. Cô nương, vậy để tôi xin lỗi giùm ảnh nha. Tôi xin uống với cô một ly. Không được, không phải là chuyện của Quỳnh. Bề ngoài cô Quỳnh đàng hoàng hơn hắn. So với người này cái mặt giống như con khỉ, còn Quỳnh đẹp đẽ hơn. Thật ra cô muốn làm gì đây? Đơn giản, có ba con đường. Thứ nhất xin lỗi, thứ hai uống rượu, thứ ba Quỳnh đánh tôi đánh Quỳnh. Coi thử người nào ngã xuống đất trước. Cô nương kia nhất định không có ngờ rằng tất cả chính là một tổ tiên đó. Chỉ uống có một hũ rượu mà cô đã ngất xỉu rồi. Đúng vậy đó, ai kêu cô ta không tự lượng sức mình cho nên đã thất bại nè. Nhưng mà cô ấy cũng giống phái nào lắm chứ. Thật là anh hùng đó nha. Anh hùng cái gì chứ? Cô ta là một người ẩu tả. Tương lai người nào lấy vợ như cổ vậy hả? Bảo đảm sẽ xui xẻo suốt đời. Tất cả những câu mà tất cả chuyện người ta từng hay thực hiện đó, nói chuyện cần phải cẩn thận. Nếu không sau này cứ người đàn bà như cô ta thì sao chứ? Vô lý. Mặc dù là tôi không có đẹp trai như là thập tứ đệ vậy, tuy nhiên không phải là khó coi. Tôi đâu có sợ đàn bà không có chịu lấy tôi đâu. Tẩu, đề nghị ông ấy là Chu Lão Anh Hùng, Chu Trung Anh. Tôi đang muốn nói, một người có bề ngoài như ông ta không phải là người bình thường. Trên tay của ông có cầm hai cái tiết đạn, đích thực là ông đó. Ông ta đi gấp như vậy, chắc chắn là có chuyện gấp. Chỗ này cách thiết điểm trang không có xa lắm đâu. Tới đó rồi mình nói chuyện đi. Tư ca, đã tới tiết đảng trang rồi, tư ca có thể nghỉ ở đây mấy ngày. Thập tứ đệ, hãy đưa thiệp ra, đừng có quên lễ nghi. Dạ. Mời. Thì ra là bạn của Hội Hồng Hoa, thiệt là hân hạnh. Xin mời, mời các vị. Mời mời. Tôi đã nghe danh của tứ đà chủ từ lâu. Nghe nói Hội Hồng Hoa ở Giang Nam mà cắm trại mà. Tại sao tự nhiên lại đi tới Hoàng Ngoại? Không biết gặp tôi có chuyện gì đây hả? Hiện bây giờ trang chủ đi vắng rồi. Thành thật là xin lỗi các vị nha. Nếu như trang chủ không có ở nhà, vậy chúng tôi xin phép nha hả? Không ai. Dặn tứ già không cần như vậy đâu ạ. Ông đã tới đây rồi thì phải mời ông ăn cơm. Dạy tứ già, ở đây chỉ có một chút quà mọng, mong ông nhận giùm cho. Chúng tôi không có cái gì chiêu đãi, mong ông nhận lấy coi như là nể mặt của chúng tôi thôi mà. Chúng tôi đến thiết đảm trang không phải là muốn nhờ cậy đâu. Tống tổng quản, đừng có quá coi thường chúng tôi. Xin phép nha, đi. Không ngờ Giang Thái Lai bị người ta coi thường như vậy. Tứ ca cũng đừng có buồn. Mấy người đó bắt chó coi thường người ta mà, không phải tại tứ ca đâu. Chờ một chút đi. Giang tứ già. Giang tứ già, lúc nãy tiêu đề ở ngoài đang bận rộn, không ngờ Tống tổng quản lại không có biết coi người. Có lỗi với các vị, bây giờ xin mời các vị hãy vào trong nghỉ ngơi. Khi nãy đã làm phiền rồi, hẹn khi khác nói chuyện đi. Giang tứ già. Dân tư già, trang chủ của chúng tôi thích quen biết bạn bè, nhất là anh hùng của Hội Hồng Hoa. Và đêm nay trang chủ của chúng tôi sẽ trở về đây. Xin các vị hãy ở lại đây, nghỉ ngơi rồi hãy nói chuyện sau đi. Nếu như có lỗi lầm gì, đợi trang chủ trở về xin lỗi với các vị. Tư ca.
Hoàng thượng Cát Tường. Lý Tông Bình, có Hạ Thần. Nếu Trương Chiêu Trọng cần bất cứ cái gì, khanh phải hết sức giúp đỡ. Hạ Thần tu lĩnh. Hôm qua trẫm đã coi tập gia phả của người, khanh là người triết giang. Dạ phải, 3 năm trước đây Hạ Thần mới đến đây làm việc. Vậy thì tốt, sau khi trẫm về cung đình sẽ điều động khanh hồi tịch. Hoàng thượng, Hạ Thần. Trẫm không cách chức khanh, trẫm sẽ cho khanh làm đô đốc của triết giang. Tạ ơn hoàng thượng. Đứng dậy đi. Tạ ơn hoàng thượng. Trần lão công thần là hiền thân của đại thanh đó. Dạ phải. Lần này khanh đi tới triết quan thăm quan, cần phải bảo vệ nhà cửa của họ Trần, đừng để người ta phá, nghe chưa? Dạ. Khởi giá. Dạ. Khởi giá. Chúc mừng đại nhân. Con Hoàng ơi, con à, cha được lên chức rồi. Nguyên chị à, đi đâu mất tiêu rồi. Nguyên chị à. Cha, xin tha cho con tội bất hiếu. Cuộc đời của con sẽ ở mãi bên Phật tổ, cho tới lúc già chết. Nữ nhi nguyên chỉ bái thượng. Trời ơi, con à, con muốn đi làm đi cô hả con? Cha mới được lên chức thôi à, tại sao con muốn bỏ cha ở lại một mình cho con à? Con ơi, con Nguyên chỉ à, Nguyên chị à. Nè huynh đệ, qua đây uống nước đi. Tôi không có khát. Nói về vấn đề tình duyên á, thật là hai người đó nha. Một người đang sống yên ổn, tự nhiên lại muốn chết đi. Coi Winnie nè, suốt đời không có nghĩ tới chuyện tình cảm, cho nên không bao giờ gặp phải chuyện phiền. Ê, Winnie à? Hả? Cái gì hả? Ê, Winnie nói chuyện với đệ từ nãy giờ mà đệ không có nghe sao hả? Winnie à, Winnie thật sự không hiểu nổi đệ. Đồng cô nương có chuyện gì à, thì đệ mau mau đi kiếm. Nhưng mà Hương cô nương có chuyện gì á, thì đệ không có lo chút nào. Nè, hai người họ, vậy chứ đệ thương người nào hơn? Đệ không phải là một người bừa bãi đâu. Không cần biết đệ có bừa bãi hay không, ý của tôi muốn hỏi là đệ thương người nào hơn thôi. Thù nghĩa phụ vẫn chưa trả, sự nghiệp phản thanh phục minh cũng chưa có bắt đầu, còn tâm tư đâu mà nghĩ đến chuyện tình cảm nữa chứ. Tôi hỏi đệ từ nãy đến giờ mà không chịu trả lời. Thôi đi, huynh không có hỏi nữa đâu. Sau này á, sẽ có người đòi chết đòi sống để huynh coi à, để xử lý thế nào đây. Bây giờ thì có người muốn chết ngay. Ê, ông già thối kia, tới đây làm gì? Lục lão tiền bối, người nào muốn chết vậy? À, dạ là đệ tử của tôi Lý Nguyên Chỉ, nó muốn chết đó à, ông không biết sao? Ê ông già, đệ tử của ông chưa có chết mà. À, dạ cái gì mà chưa chết chứ, nó sắp sửa cạo đầu đi tu rồi, như vậy nghiêm trọng hơn chết nữa đó. Cậu bé, chuyện này do cậu gây nên, cậu hãy giải quyết đi. Ây da, ông già, nè, nói chuyện phải có lý do chứ. Đệ tử của ông á, thương thầm đệ của tôi, làm sao mà trách đệ của tôi được chứ. Im miệng đi, ngươi đừng có nhiều chuyện nha. Hai người đừng có cãi nữa. Lục tiền bối, tôi sẽ khuyên đệ tử của ông đừng có đi tu nữa, có được không? Ây da, như vậy đi hả, ngươi vào trong đó nói gạt nó đi hả. Nói là thương nó, nói là ngươi sẽ cưới nó để mà làm vợ, ngươi đối xử tốt với nó, như vậy nó không cần cạo đầu đi tu rồi. Làm ơn làm phước đi hả. Để tôi cố gắng coi sao.
nè Nguyên Chỉ, Nguyên Chỉ à, Nguyên Chỉ, Nguyên Chỉ à, nè. Ờ, nè 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 cậu bé, cậu bé đây nè, cũng là tại cậu đó hả? Ê, lúc nãy cậu nói cái gì với nó vậy? Tại sao nó có vẻ đau khổ quá vậy chứ hả? Tôi nói với cậu, nếu như cậu quyết định xuất gia thì tương lai một khi tôi đám cưới rồi, cậu trước mặt Bồ Tát cầu nguyện cho tôi hạnh phúc suốt đời. Ây, trời ơi, người nói như vậy có nghĩa là đổ dầu vào lửa rồi. Lão tiền bối, một khi cậu hận tôi và muốn trả đũa tôi thì cậu mới không xuất gia đi tu. Vậy người ở ta tiệt ai dạ, Nguyên Chỉ, Nguyên Chỉ à, Nguyên Chỉ, Nguyên Chỉ à, Nguyên Điện, để làm chuyện này Nguyên thật là bất ngờ. Người ta đang đau lòng như vậy, tại sao làm cho người ta khổ nữa chứ? Chẳng lẽ Nguyên muốn tôi gạt cổ thêm nữa để cho cổ phải đau khổ hơn hay sao? Cũng đúng, đau khổ lâu dài tốt hơn là nên dứt khoát. Ê, làm như vậy cũng có lý đó hả? Chuyện làm của đệ rất ác ồn, nhưng mà thật ra là chuyện tốt đó hả? Tôi chỉ làm theo lương tâm thôi. Xin thưa các vị đà chủ, trước đó chiêu đãi không được chu đáo, xin các vị thông cảm giùm cho. Mạnh Quỳnh, xin đừng ngại. Hồng Hoa Hội quy trấn Võ Lâm, trang chủ của chúng tôi đã muốn quen biết với các vị anh hùng, nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội. Hôm nay các vị đều đến đây, trang chủ của tôi đã biết được, nhất định sẽ rất vui mừng. Các vị cứ yên tâm đi, các vị đã đến đây rồi thì cũng như là người của Thiết Đảm Tràng. Như vậy thì mới đúng là danh tiếng của một chu lão anh hùng. Thiệt là bậy bạ. Con đâu có lỗi gì đâu chứ, con chỉ muốn giúp đỡ cho người ta thôi. Đi về đi. Trang chủ. Huynh có cặp mắt tam giác này, cái mặt huynh giống như là con khỉ. Huynh đến nhà tôi để làm cái gì đây? Ở đây không quan ngân mấy người, mấy người cút đi. Im miệng đi. Dạ, mấy người này. Mấy người này là anh hùng, ai cho con vô phép như vậy hả? Quỳ xuống. Quỳ mau. Còn đã nghe danh của giảng tứ đại chủ, nghe danh của các vị anh hùng ở đây, hôm nay các vị đến Thiết Đảm Tràng. Thiết Đảm Tràng này rất là vinh quang, hân hạnh lắm. Không dám, không dám, xin được khách sáo. Tại hạ cũng nghe danh chu lão anh hùng từ lâu, là một vị Thiết Đảm anh hùng, uy trấn Tây Cương, quay phong vô cùng. Hôm nay được gặp mặt, chúng tôi cảm thấy rất hân hạnh. Không dám mà không dám. Không thể nào so sánh với hội Hồng Hoa, toàn quốc đều biết Thiết Đảm Tràng này thật sự rất là nhỏ nhòi. Nhưng mà đứa con bất hiếu này của tôi, từ nhỏ không có ai dạy nó cả, đã có lỗi với các vị anh hùng ở đây, xin các vị thông cảm cho. Lão anh hùng xin đừng nói gì, con gái của ông cũng là một người không thua phái nam chút nào cả, có thể nói là một vị nữ anh hùng. Tứ ca nói rất là đúng, kỳ cô nương này rất ghét kẻ ác và con người thẳng thắn, đây đúng là người trong giang hồ của chúng ta đó. Xin lão anh hùng hãy cho kỳ cô nương đứng dậy. Con hãy mau mau đứng dậy đi. Cảm ơn Lạc Băng Nữ Hiệp. Cảm ơn. Sư muội à, sư muội, sư nương đã biết Lạc Nữ Hiệp đến Thiết Đảm Trang rồi, đó là một chuyện rất vui. À, tại sao không có dẫn cổ đến gặp sư nương chứ? Được rồi. Huynh đó có cái mặt như con khỉ, coi cái mặt thấy ghét quá đi. Cặp mắt tam giác của huynh đó lúc nào cũng cứ đăm đăm nhìn tôi không à. Thấy tôi bị phạt huynh vui lắm. Sau này mà nếu có cơ hội huynh sẽ biết tay tôi. Kỳ cô nương đừng có giận nữa mà, thực ra tất cả của chúng tôi là người rất là tốt, chỉ cần cô gần gũi với anh ta lâu thì cô sẽ biết ảnh là người rất là dễ thương và thẳng thắn nữa. Thẳng thắn dễ thương, tỷ tỷ nói mũi bừng mửa quá. Con người của hắn như vậy mà cũng nói thẳng thắn dễ thương, dù đàn ông trên đời chết hết tôi cũng không ưng huynh đó đâu. Kỳ tỷ tỷ. Tiểu Kiệt, để cái trẻ tới chơi nuôi như vậy giống như đứa con không có ai dạy. Tỷ mới là không có ai dạy đó, lần nào cũng bị cha chửi hết mà. Còn tỷ tỷ thì chửi tiểu đệ câu này, tỷ tỷ đúng là người không có biết mắc cỡ. Đứa nhỏ này thiệt là xấu quá đi, đụng người ta mà không biết xin lỗi. Nè, tớ xin lỗi bao đi. Thôi được rồi, đừng có chửi nó nữa. Đứa bé này thì là dễ thương đó. Có phải là nữ anh hùng Lạc Băng không?
Con ra ngoài chơi đi. Tiểu nữ Lạc Băng bái kiến phu nhân. Mời, mời ngồi. Không cần phải khách sáo. Thằng con trai của tôi phá phách ghê lắm. Có gì xin đừng trách nha. Tiểu Kiệt, tới xin lỗi thím đi con. Dạ tía thím, xin lỗi. Ngoan. Nó tên là Tiểu Kiệt, là tiểu đệ của tôi. Năm nay được 10 tuổi. Muốn hỏi cái gì nữa đây? Tiểu Kỳ à, con nói chuyện với khách như vậy không có lễ phép đó. Không phải là không có lễ phép, mà con đang muốn tiết kiệm thì giờ. Tụi con đã là người ở trong giang hồ thì còn gì phải thất hứa với nhau. Rồi hai bên cứ hỏi qua hỏi lại, bây giờ mấy tuổi, sức khỏe có tốt không, ở nhà mấy người, sao mà dài dòng lôi thôi quá vậy, không có dứt khoát chút nào. Hay à, thiệt là tốn thời giờ vô ích quá mà. Tiểu Kỳ, được được được, con biết mấy người ghét con ghê lắm. Thôi được, vậy để con đi vô phòng nha. Ây da, Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ. Lạc Băng cô nương, xin lỗi cô nha. Con gái của tôi từ nhỏ cha nó cưng nó cho nên nó hư như vậy đó. Không có lễ phép chút nào. Không có sao đâu, mấy người thẳng thắn đều là như vậy, tôi rất là thích đó. Tôi nói thật mà. Sẽ giết ngay. Dạ dạ. Người của Tổng binh phủ đâu hết rồi? Có người đi về với hoàng thượng, có người theo Tổng binh đi tìm tiểu thư chúng tôi, còn có người thì theo Trương Chiêu Trọng để đi bắt người của hội Hồng Hoa. Hoàng thượng về kinh thành rồi. Dạ dạ phải. Còn Trương Chiêu Trọng bắt Hồng Hoa hội ở chỗ nào? Nghe nói đi đến Thiết Đảm Tràng. Cô đừng có giết tôi nha. Thiết Đảm Tràng. Tiểu Tam à, mau mau đi bắt con về vậy đi. Hôm nay trang chủ phải đãi tiệc mời hội Hồng Hoa đó. Dạ dạ. Bắt con về mặc một chút nha. Những là biết hoàng thượng bị nhốt ở tại Đạo Quan đi cứu hoàng thượng, đồng thời còn biết bọn Hồng Hoa hội đang trốn tại Thiết Đảm Tràng. Tôi thật là kính phục ông vô cùng. Đại nhân, tiểu nhân đã tìm được bọn dân thế là ở đâu? Có phải đi vào Thiết Đảm Trang hay không gì? Dạ, kêu đã đi vào Thiết Đảm Trang. Được, làm phiền nhiều, hai người hãy đi nghỉ ngơi đi. Dạ. Đại nhân à, ông là người đoán chuyện như thần. Người không ngoan hãy đi mau đi.
Nếu không ta sẽ giết người. Không trả kim thư, ta không có tha đâu. Cô nương, có sao không? Không sao. Trần Gia Lạc, người đến chịu chết hả? Đừng chịu trọng, người mới đang chết đó thôi. Hãy